Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với chị một cái phân khúc khá là đặc biệt ở trong cái dự án HUL này. Nó có số lượng nền đất rất là hiếm, chỉ có 24 nền trong tổng số 5.000 nền đất của dự án HUL 223 ha, nhưng mà lô đất này thì nó chỉ có 24 nền thôi. Nó gọi là biệt thự vườn đấy quý chị, đơn lập. Nó có khá là nhiều điều đặc biệt ha. Chỗ chiếc xe đang chạy đó là cái đường Lê Hồng Phong sát bên luôn, cách một lô nữa là tới đường Lê Hồng Phong rồi. Đó, mặt tiền đường Lê Hồng Phong, chỗ xe ô tô chạy đó quý chị ha. Lô đất nó làm hai mặt tiền này, đường 12m ha. Đó, lô đất 778m2, hai mặt đường, đặc biệt đối diện công viên 2500m2 này. Đây là có công viên 2500m2 đối diện luôn quý chị ha. Khu vực đông dân ở hiện hữu gần chỗ các trường cấp 3 và trường dạy nghề của Long Thọ, huyện Nhân Trạch quý chị. Lô đất này nó nằm trong địa phận xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, nó thuộc nhóm 4 của dự án HUL. Nó chỉ có 24 nền thôi, loanh quanh diện tích khoảng độ từ 800 đến 1000 m2, và lô này nó là tổng khoảng 778m ha. Cái hình thể của cái lô đất mình để trên màn hình quý chị ha. Vị trí rất là đẹp rồi. Thì thường thường là cứ những cái lô biệt thự này này, 24 nền biệt thự này thì cứ hai nền nó sẽ chung một cái công viên. Đó là điều đặc biệt. Trên cái bản đồ 1/500 mình có để trên màn hình đúng không chị? Cứ hai lô sẽ được chung một công viên, thiết kế riêng cho những cái người mà có điều kiện kinh tế tốt hơn ở trong cái dự án HUL này ha. Lê Hồng Phong này thì mình ra đường Lê Hồng Phong đi rẽ phải khoảng độ 2 km là mình tới nút đi xuống với cao tốc Bến Lức Long Thành rồi. Khoảng 7 km nữa mình sẽ tới cầu Phước An qua Bà Rịa Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ đó quý chị. Theo đường Lê Hồng Phong thì rẽ trái thì khoảng 8 km nữa thì mình sẽ về đường Vành Đai 3 qua quận 9. Cầu Vành Đai 3 qua quận 9 khoảng độ 15 km ha. Rồi cái vị trí đẹp này, rồi là nó có những cái điểm độc đáo. Có thể nói là những cái lô VIP ở trong cái dự án HUL này quý chị, sổ hồng riêng. Thổ cư 100% nhưng mật độ xây dựng chỉ là 20% thôi. Có nghĩa là lô này mình được xây khoảng 160m2 diện tích xây dựng, theo quy cách là một trệt một lầu, còn lại mình sẽ để làm vườn, sân vườn và hồ bơi ha. Dinh thự mà nó cũng gần 1000m2, 778m2. Chủ đang mong muốn bán lô đất này với lại cái giá là 13 triệu một mét vuông. Quý chị thiện chí thì có thể thương lượng thêm. 13 triệu tính tổng lô đất này khoảng độ 10 tỷ quý chị ha. Đó là giá chủ mong muốn thôi. Xin chào và hẹn gặp lại chị các video sau. Quý chị kết bạn Zalo cái mã QR mình để trên màn hình nhá. Quý chị quét vào đó thì mình sẽ là Zalo, mình sẽ gửi cái sổ lô đất này và nhiều lô đất khác ở trong dự án HUL này cho quý chị tham khảo. Giá hiện tại dao động loanh quanh 10 triệu một mét vuông cho những cái nền đất thổ cư 100% trong dự án. Xin chào, hẹn gặp lại chị ở các video sau ạ.